Mấy anh em có đi lên trên bản thu được một chút cái mật ong rừng này của bác này. Bây giờ thì cháu cho cô bác cùng xem là những cái mật ong này của bác này, rất là đặc sản của bác. Đây thì đây còn là nguyên tổ này của bác, còn là cái phần này thì là cái phần sáp nữa. Thì cháu được xé để đây, không có vắt, chỉ vắt nguyên cái phần này thôi cô bác ạ. Tay cháu Lực thì đang cầm những cái tổ ong rừng nguyên chất hết cô bác này. Và bây giờ thì hai anh em bóc ra, cô bác có thể nhìn thấy những cái giọt mật mà nó chảy xuống rất là đặc sệt luôn cô bác. Hôm nay thì cháu Lực có lên trên bản thu mua được một ít mật ong rừng cô bác này. Hãy nhìn mật ong rừng thì màu nó sẽ đen hơn mật ong quả một chút. Thì có cô bác nào muốn quan tâm tới những cái sản phẩm và những cái mặt hàng mật ong nguyên chất thì có thể điện cho cháu Lực qua cái số điện thoại cháu Lực để trên màn hình cô bác. Rất là mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực cô bác. Hay mọi cái mặt hàng cháu Lực đều gửi cho quý ông bà cô chú anh chị thì đều có những cái tem logo của bạn em trên này, và những cái mặt hàng cháu Lực gửi cho cô bác anh chị sẽ là những cái đặc sản ở trên vùng cao và những lít mật mà nguyên chất hết cả cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Bà khải quan thèn lão yên này bố. Không biết à? Bà cho cháu hỏi đi. Nay bà đi có gặp thanh niên này không? Hôm nay á? Vâng. Có nhìn thấy thanh niên này không? Anh ngồi đây cả ngày thì anh có nhìn thấy là thanh niên này không anh? Anh nhìn thấy thanh niên này không? Trên ngắn chiên ấy. Không gặp à? Sao ấy? Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Có lẽ hôm nay sẽ là cái thức phim mà về đêm cô bác ạ. Đấy. Như cô bác theo dõi được cái thức phim trước thì cũng đã biết là em Sử đi đâu hay đi đâu chưa có về đến nhà cô bác. Cho nên là tối hôm nay cháu Lực cùng với lại bạn Hiệu sẽ lên trên nhà của ba ông cháu. Thứ nhất thì sẽ lên là xem cái phần vật liệu, và thứ hai thì sẽ xem em Sử đã về nhà chưa. Anh sáng hôm nay thì mấy anh em lên thì có nghe ông kể với cháu Lực rằng là đi từ sáng hôm qua rồi vẫn còn chưa thấy về. Hay bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng sẽ di chuyển lên trên nhà của ba ông cháu luôn cô bác. Anh thời điểm hiện tại bây giờ thì cháu Lực đang ở cái trọ của mình ấy. Có lẽ là lấy cả cái ba lô này đi. Mũ len thì Hiệu thì đã có chưa? Rồi. Mũ len là mình để ngoài đúng không? Còn chắc phải vào đây lấy áo khoác ấy. Cao thì mấy hôm nay cũng khá là lạnh rồi cô bác ạ. Từ từ lấy một cái đèn pin đó, đèn pin hôm nọ. Cái đèn pin này thì hôm nọ cũng được là cô Chiêm, cô ở Bắc Hà có gửi cho cháu Lực. Cái đèn này là cái đèn mà cô Chiêm của Bắc Hà là có đi mua xong là gửi cho cháu Lực ấy cô bác. Đấy, bây giờ hai anh em sẽ tranh thủ chạy lên trên một chút rồi thì cũng sẽ lại di chuyển đi về cô bác. Anh à, đi về đi lên trên đi anh ạ. À. Từ cái chỗ mà khu nhà của cháu Lực này đi lên trên nhà của em Sử thì đi độ tầm hơn 20 phút là đến rồi cô bác, cũng rất là nhanh thôi. Anh em vừa đi thì sẽ vừa ghi hình lại cho tất cả cô bác anh chị biết về là cái khung cảnh về đêm của trên nhà ba ông cháu là sẽ như thế nào cô bác.
Hôm nọ là cháu Lực cùng với em Sử là sửa thì ô tô mới vào được này cô bác này. Đấy, đi đêm thì có vẻ như là một cái khoảng trời và cái khung trời mới luôn cô bác. Đấy, đi đêm như này thì có vẻ như rất là sợ đấy cô bác. Hải đây. Sao giống Hải đấy? Hải à? Đi đâu ấy? Hả? Đi xuống phòng anh nhá. Anh Sử vẫn chưa về à? Anh Sử chưa về đâu ạ. Đi từ tối qua đến giờ chưa về à? Vâng. Anh tránh xe. Anh Anh Sử đi từ tối qua vẫn chưa về à? Về đâu ạ. Đấy, đi xuống phòng anh nhá. Vâng. Đi xuống phòng anh để làm gì? Đi tìm anh Sử á? Vâng. Thế vừa rồi là đi bộ từ trên kia xuống à? Vâng. Đi bộ từ mấy giờ xuống đến đây rồi? Tầm 4 giờ. 4 giờ xuống đến đây ra? Vâng. Từ anh cất xe gọn gọn vào đó. Thế có biết anh Sử đi đâu không? Hả? Anh Sử bảo là anh Sử đi chơi thôi. Đi chơi á? Vâng. Hôm qua thì anh hỏi bạn bè của Sử ấy thì bảo là đi sang bên Chế Là. Em có biết Chế Là không? Em không biết ạ. Không biết á? Vâng. Cái Sử không có không cầm điện thoại không? Có ạ. Có á? Vâng. Thế có điện được cho Sử lần nào chưa? Chưa rồi ạ. Chưa à? Vâng. Cháu Lực điện cho em Sử thì không có cái điện được ấy cô bác. Thế bây giờ thì vừa rồi thì cháu Lực bảo là lên trên nhà của ba ông cháu. Thứ nhất là xem em Sử và thứ hai là xem cái phần vật liệu. Đấy, bây giờ thì chắc có khi là mấy anh em sẽ phải đi tìm em Sử đó cô bác. Đấy, đi luôn trong đêm như này. Xuống đây thì ông có biết không? Em bảo ông rồi ạ. Bảo ông rồi á? Vâng. Ông bảo là ông lo lắng với anh Sử, với em lo lắng thì em bảo ông là em xuống đây em bảo anh cùng em đi tìm ạ. Xuống đây em bảo anh là cùng đi tìm à? Vâng. Thế này là đi học về không không nhìn thấy anh Sử à? Đi học về thì không thấy được ạ. Đi học về thì đã chưa thấy à? Vâng. Em phải nói là không biết là em Sử đi ra ngoài có gặp chuyện gì không bác. Hôm qua là một ngày rồi, hôm nay là tối thứ hai rồi ấy. Đến tối nay nó không về là tối thứ hai rồi. Vâng. Bây giờ thì chắc là có khi là anh em sẽ phải gác lại cái việc mà lên trên nhà xem vật liệu đã. Bây giờ thì đi xem em Sử đã. Vâng. Đi, thế thì bây giờ anh em mình đi ra đi. Em nói là khá là đáng buồn em Sử cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì ở nhà thì thợ cũng sắp vào rồi. Này đi thôi. Này đi. Hãy lên xe đi. Đấy, bây giờ chắc phải cân ba thôi. Đây đeo cái này ở cổ đi, anh em mình vừa nói chuyện với nhau. Được chưa? Được ạ. Đi nhá. Vâng. Đã ăn cơm chưa? Chưa rồi. Chưa ăn cơm à? Vâng. Thế đi học về là đi xuống đây với anh luôn à? Vâng. Thế bây giờ thì sẽ phải đi ra bên xá Chế Là cô bác. Đấy, cái xá ở bên kia em Sử là cháu Lực nghe tin là em ấy đang ở bên kia. Thời tiết còn khá là lạnh. Ở nhà đi, ông có bảo gì không? Ông bảo là ông lo lắng với anh Sử thì ông bảo em xuống đây bảo anh Lực cùng em đi tìm ạ. Hôm nay là bảo với anh cùng đi tìm đúng không? Vâng. Hôm qua lúc mà anh Sử đi thì có biết không? Em
Biết ạ. Biết ạ? Vâng. Qua anh Sử đi từ mấy giờ? Anh Sử đi từ 5 giờ ạ. 5 giờ à? Vâng. 5 giờ sáng đúng không? Vâng. Thế từ 5 giờ sáng là đi chợ phiên xong là đi luôn à? Vâng. Đói chưa? Chưa à, đói. Vẫn chưa đói à? Vâng. Đói quá. Cái đi đêm như này thì phải nói là rất là nguy hiểm. Điện cho em Sử thì thuê bao cô bác ạ? À? Thế có đi hỏi xung quanh bạn bè của Sử hết chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Đi tìm mà xung quanh thì vẫn chưa thấy về đúng không? Chưa đâu ạ. Sáng nay anh lên thì ông cũng bảo với anh như vậy. Vâng. Thế bây giờ thì trong quá trình mà anh em di chuyển ra bên xã bên kia đi sẽ rất là nguy hiểm của bác đi đêm như này. Thì một tí nữa đi ra đến xã bên kia thì cháu Lực sẽ tiếp tục là ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết cái quá trình mà mấy anh em đi tìm Sử xem là em Sử là thực chất là em ấy đang làm gì ở bên đấy, xem là liệu có gặp em Sử không nữa cô bác. Đấy, có một xã thì phải nói là cũng rất là rộng ấy, chỉ sợ là em Sử đi ra ngoài là gặp cái chuyện gì thôi. Đấy, chỉ rất là đang lo lắng về cái điều này cô bác. Mình em đi vào uống nước. Ba mình năm, mình năm bố ba. Hải đi uống nước gì Hải? Em uống nước gì cũng được ạ. Uống nước gì à? Đây ra đây chọn lấy nước ngọt đi. Vâng. Nóng cả rồi nào. Ba nóng cả rồi bà. Đi đâu này nhá. Hải uống sữa nhá. À uống sữa nhá. Vâng. Đâu rồi, sữa rồi. Đây, Hải uống sữa này này. Uống một lon cho nó được khát đấy nhá. Vâng. Anh uống đi. Ba cái cờ vào. Nghỉ tiếp á. Tay thêm, cái này thêm. Ba là ai nhớ anh bố? Hả? Dương á. Ồ, cáo cái gì mà đó. Đó, đi. Dạ. Em để cầu chư chứ mà. Em không đến hả văn hả? Bà Khải Quan, thèn lão ế này bố. Ô, bà lên cả lên được thả bực kinh bố. Nè, thèn lão ế này bố. Lão thằng này à? Hả? Bố thèn đô. Thèn á? Dê đây lệ. Ấy vậy là này cứ nói cho phong cờ cờ ấy ba chỉ che cho hót quay cái nữa nó cờ ấy ba này nhì cho này cờ à thèn lá lại lá vàng cái thèn này nhì tiếp nọ cho quay cờ à hai thành nào cho quay hạt thẻ này cái đồ tôi bóc là nó em vừa rồi thì cháu Lực cũng hỏi là cái bác chủ quán đây cô bác lá cái gì lùng meo nữa nó chớ mẹ anh ba lại khèn nó vào khèn chứ mẹ nó khèn nè nó pi à bùa lấy bạc nó pi à con này phải khèn à ba khèn nào thì phải đợi không nhau khèn ba vài hát để pi à lấy sách à ồ nó thì nó pi nó đi bà văn này thế nó đeo nhau bố bố thế bố mới nhìn này cả anh có nhìn thấy cái thanh niên này không không biết à này cũng vừa từ về Bắc Ninh về đến nhà này em từ về Bắc Ninh à đây là người nào đây là ở trên Hô Sán ấy ở... người Mông à vâng người Mông ấy tên là em chờ gì nữa một chờ dễ lấy đi về đâu đó rồi bạn em về đâu mà nè
nhưng mà đây phòng văn ạ, xin người ta gọi lấy xe một chỗ á. Ờ bạn này chứ nó cảm lên cả sáng nắng thấy sao em cả đấy. Tiếp được không nhiều ấy chị con. Ừ. Làm cái lá cảm ơn đấy nè. Ừ, lá cảm ơn đó. Còn đây ra bị sái nè. Ừ, ra bị sái rằng đi thuốc nhau rồi không này. Lát nuông ấy, dù này em nó đi, vừa rồi xuống tìm mà. Ừ. Đi. Nha đi phải đâu nhau nhưng má lên. Nó bé đấy. Ờ, lá cảm ơn đó ba. Em cảm ơn anh nhá. Anh em cảm ơn nhá. Vừa rồi thì đi ra gặp chủ quán tạp hóa của bác. Bác cũng không có bảo là không có nhìn thấy cả. Ở đây thì nếu mà bây giờ mà anh em đi hỏi vừa đi thì anh em sẽ vừa hỏi là các bác bán tạp hóa thì có thể là em ấy sẽ nghỉ chân lại uống nước hay là đổ xăng. Cho nên là vừa đi anh em sẽ vừa hỏi luôn. Hay bây giờ thì cũng gần đến bên Chế Lạ rồi cô bác, gần đến cái chỗ đoạn đường. Ở đây là cái đoạn đường mà em ấy đi vào xá bên kia, cho nên là mấy anh em sẽ vừa đi và vừa hỏi luôn. Sử thì có, Hải thì có buồn anh Sử không? Có ạ. Anh Sử đi như thế thì có buồn không? Có ạ. Có sợ là anh Sử bị làm sao không? Có ạ. Có ạ? Vâng. Một tí nữa thì anh em mình sẽ vừa đi là anh em mình vừa thì hỏi thêm nhá. Vâng. Cô, bà cho cháu hỏi đi. Nay bà đi có gặp thanh niên này không? Đó. Hôm nay á? Ờ vâng. Có nhìn thấy thanh niên này không? Ừ. Đi đâu hôm nay ở nhà cả ngày. Nhà cả ngày à? Ừ. Đây có bà nào nhìn thấy không? Cái gì à? Thanh niên đấy. Thằng em không biết là nó đi đâu rồi. Đi qua đây thì hỏi là vậy là có nhìn thấy nó không? Đi được 2 ngày rồi. Đi được 2 ngày rồi. Đang đi tìm mà bây giờ. Vâng. Vâng. Thế ở đâu đấy cháu? Đó. Cháu ở đâu đấy? Con cháu ở bên đường ăn chiên. Con Nông. Nông ạ. Là con bác ấy phụ tay nó. Nó tay có phụ. Nó căng gì nó căng đi mẹ. Xin phải đâu à? Đúng ở đây à? Đúng ở đây à? À. Cảm ơn lắng nghe thì thoải đốt thuê bao. À. Lão này đi ý ý ý à. Ủa đấy, tuần nào nhà chợ yên ít à? Hả? Nhà chợ yên quá ít à? Chờ. Bông bài bảo thân thì có bảo thân mong khả lô lên. Làm để bông con khả lô lên thần thần. Ờ bà là cảm ơn đấy mà. Là bác là cảm ơn đâu. Đây vừa rồi thì tiếp tục là đi vào quán để hỏi cô bác nhưng mà không có nhìn thấy em ở đâu cả. Rồi. Lăn péo đấy bà, là cảm ơn được nhỉ. Ờ là cảm ơn được bà. Hãy hỏi đến quán thứ hai rồi cô bác. Bây giờ thì mấy anh em sẽ đang đi đường thì có quán tạp hóa nào càng mở thì mấy anh em sẽ hỏi luôn. Và gặp những người nào qua đường thì mấy anh em cũng sẽ hỏi luôn. Hỏi xem là có nhìn thấy thanh niên Sử không.
quán bên kia thì có vẻ như là thấy trẻ con ở nhà cho nên là chắc là không có biết. Cho anh hỏi một tí, hôm nay đi thì có nhìn thấy anh này không? Có ai gặp à? Đây, từ từ, đừng cử động nhá. Có nhìn thấy anh này không? Không ạ. Không à? Vâng, bọn em mới từ trường sang không thấy ạ. À, mới từ trường sang à? Vâng ạ. Thế anh cảm ơn nhá. Thế phải nói là đi tìm người như này nhưng kiểu là đi mọc kim đáy bể đấy cô bác, đáy biển đấy. Hỏi ai cũng không biết thì Hải cảm thấy như nào rồi? Thấy buồn ạ. À. Buồn à? Vâng. Có lo lắng không? Có ạ. À. Hỏi ai không biết nhỉ? Vâng. Thế bây giờ thì mấy anh em sẽ đi vào trong trung tâm xã để hỏi xem mấy quán tạp hóa xem là có chủ quán tạp hóa nào mà nhìn thấy không. Không thì một tí nữa mấy anh em sẽ đi vào trong bản để anh em tìm cô bác ạ. Thấy ở đây thì em Sử là dân tộc Mông, là có khi là em mới chỉ vào làng Mông thôi cô bác, làng Mông để em ấy đi vào đấy để chơi thôi. Thôi bên này một tí nữa chưa. Tầm ơi, thôi làm 6 mấy mày. Hả? Thôi làm 6 mày. À, ngàng, bác ngàng thiền lao em đi bố. Thôi em vào. Lao nè. Bố đi bố lao cầm rồi, như bố đang rửa dân cho, không làm đang phải sái. À, này như thế nào cái này? Thanh niên, có thanh niên nào thấy không? Biết không? Không. Không à? Không. Đừng ăn chiên, đừng ăn chiên. À, lấy đi đường dân đi chứ không phải là. Bây đi xuống văn à? Đi văn về học cái văn văn đây nào? Hả? Đi văn vào đây. Bố đi văn vào là đi bộ đường dân vậy, đi nỉ bảy vậy. Đi khải làm cái gì? À, đi khải đi văn phật bạc. Đi văn đi văn ở ạc yếu đây. Đi cắn đấy. À, đôi sử. Sử. Ừ. À, lịch thằng cầm sạch để yêu chứ điều mà. À. Thanh niên này có điện thoại không? Có à? À, nếu mà nhìn thấy thanh niên này thì gọi anh gọi cho anh một tí đâu. Cho anh xin số để anh nháy vào. Không. Chín một bảy. 355 31 388. Nếu mà thấy anh đi qua thì vào đây mua đồ gì thì điện anh thôi nhá. Được chưa? Mình nháy mà chúng ra nè. Được đúng không? Đấy. Có gì thì hộ anh thôi nhá. Vâng. Anh cảm ơn nhá. Lan cảm ơn hả ba? Lan cảm ơn hả? Ờ ba. Nào Sử tiếp tục và Hải tiếp tục lên xe đi. Từ từ để anh nhá. Rồi. Điện thoại thì Sử không cầm đi cho nên là rất là khó liên lạc. Và sáng nay thì cháu Lực gọi thì điện thoại thì để Sử để ở nhà đúng không? Vâng. Là Hải đang cầm trong người hay là để ở nhà? Để ở nhà rồi. Để ở nhà rồi à? Vâng. Thế là nãy đi tối thế mà không cầm theo điện thoại à? Lúc em đi từ nhà lên thì chưa tối đâu ạ. Chưa tối à? Vâng. Đây hỏi xem nào, đây thì không biết là người ta bán đồ gì nhiều đấy. Anh ơi, anh cho em hỏi một tí.
anh cho em hỏi đi. Anh ngồi đây cả ngày thì anh có nhìn thấy là thanh niên này không anh? Anh nhìn thấy thanh niên này không? À, không biết là đi đâu ấy. Đi từ đi được hai hôm rồi. Không thấy ai. Thấy quen à? Người ở trên Ngã Chiên mà. Cô có thấy không? Cô không nhìn thấy à? Đây thì anh làm đồ này để bán à? Mất tích à? Bây giờ đang gọi là mất tích rồi, anh không biết là đi đâu rồi. Này thì bán thì một con này bán bao tiền anh? 100.000 á? Nhà anh thì cháu được cũng nhìn thấy là có rất là nhiều vàng mã này cô bác. Ở đây thì là vàng mã của đồng bào dân tộc Mần Nùng ấy. Nhìn nếu mà ban đêm nhìn vào trong trong có vẻ như là hơi sợ. Anh em có thể đi vào trong xem được không anh? Em vào trong này xem được không? Hả? Đây là cái vàng má mà phong tục mà người Nùng của cô bác. Có thể là nếu mà cô bác theo dõi được những cái thước phim mà cháu được chia sẻ ở nhà em Quân thì cũng đã biết đó, cũng đã nhìn thấy được những cái đồ này rồi. Anh nhìn trông có vẻ như là một cái pho tượng mà nhìn lên trang trí rất là nhiều màu sắc này cô bác. Ở đây thì nếu mà mang đi thì sẽ mang đi thiêu cô bác ạ. Đây thì gồm những con ngựa giấy này. À mấy cái trên này thì anh bán là như nào anh? Cả cái bông kia con ngựa có 300. À cả cái bông này với lại con ngựa này là 300 à? À là một bộ à? À thế thì cái này thì một ngày anh làm được bao nhiêu con? 5-6 con à? Ồ một ngày 5-6 con thì cũng bị chi là 400-500 nghìn rồi nhỉ? À thế em cảm ơn nhá. Anh à đây là con trai à? Đang học nghề à anh? Đang học nghề đấy nhỉ? Đấy. Tập làm đây là cha truyền là con nối luôn cơ bác. Thế bây giờ thì mấy anh em sẽ lại tiếp tục là đi nữa. Ngồi chưa? Dạ. Em cảm ơn nhá. Cô ơi, cho cháu hỏi nhờ một tí được không cô? Cô có nhìn thấy cái thanh niên này không? Thanh niên này không? Cô có nhìn thấy thanh niên này hôm nay ra đây mua đồ gì không? Không. Không à? Không. Ai? Ở trên này. Ở trên Ngắm Chiên đấy. À, thì cháu bảo ơn nhá. Phải là hỏi hơn chục nhà rồi. Nhưng mà lúc mà anh em đi nữa, hỏi những người qua đường nữa, chắc phải lầm tầm hơn 20-30 người rồi. Vẫn không có nhìn thấy em xử đâu cả. Hỏi cái bác một chút nữa. Anh ơi, anh cho em hỏi một tí. Nay anh đi thì có gặp thanh niên này không anh? Ở trên Ngã Chiên ấy. Không gặp. Không gặp à? Nó bị sao ấy? Bỏ nhà đi không biết là đi đâu rồi. Hai hôm. Thế cho cảm ơn nhá. Vâng, em cảm ơn này. Chưa có một chút cái tung tích và tia hy vọng nào cả cô bác ạ. Bây giờ thì mấy anh em sẽ lại phải tiếp tục là di chuyển lên trên thôn. Trên thôn Bản Mông để mấy anh em tìm cô bác. Anh Sử Hải đi đói chưa? Gần đói rồi ạ. Hơi đói rồi à? Vâng. Thế thì đi ra bên kia xong anh em mình kiếm gì ăn nhá. Vâng. Bây giờ thì chỉ có mì tôm thôi cô bác. Chắc là mua mì tôm để mấy anh em ăn rồi thì sẽ tiếp tục lại lên trên. Mì tôm ở trong này hả cô ơi? Ở trong. Vâng. Ngồi chỗ này hả? Vâng.
Có cho trứng không cháu ơi? Có cô ơi. Đâu cháu có đi lấy mì tôm đâu cô? Mì tôm ở dưới chân cháu ở ngoài ấy. Ra ngoài một tí. Đây đây đây, trước mặt đây. Bên cạnh kia cơ. Ở bên kia đó mà cô. Đây 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 đây. Đây đây cái góc đây. À đây. Cô cháu chiêm trứng nhá. Mỗi người hai quả. Mỗi người hai quả. Hải thì đói chưa? Gần đói à? À đói rồi đúng không? Thế thì đợi anh em mình ăn mì tôm này. Nghe đi. Cô có cái chảo. Cháu dạ, ốp dán à? Vâng. Ốp à, có. Mẹ ơi, cháu có bỏ một tí, cháu bao nhiêu thì được không? Hôm nay cô ở nhà cô có nhìn thấy thanh niên được không cô? Đây này. Hôm nay này. Chả để ý. Không để ý à? Ừ, sao? Mất à? Vâng, không biết là đi đâu à? Thằng này ở đâu? Ở trên Hồ Sán này. Thế bây giờ thì chỉ có mấy anh em chỉ có ăn mì tôm thôi các bác ạ. Vâng. Mệt chưa Hải? Hả? Chưa rồi. Chưa à? Vâng. Nói là cũng thấm khá là mệt rồi cô bác ạ. Hải khóc hay sao ấy? Vâng. À, nước mắt đỏ ra rồi. Vâng. Không tìm thấy anh của mình nên khóc à? Vâng. Đấy, không phải khóc đâu, một tí nữa. À không phải lo đâu, một tí nữa anh em mình sẽ tìm được thôi. Nhá. À mấy thằng này ra đây chú hỏi đi. Ra đây. Ra bên này. Ra bên này. Có nhìn thấy anh này không? Không nhìn thấy à? Không nhìn thấy à? Ờ thế chú cảm ơn nha. Đang đi học hay đi đâu ấy? Đi học à? Đói đói đến đâu rồi? Thế ăn cơm là chiều nay ăn từ mấy giờ? Từ 1 giờ. Từ 1 giờ à? Vâng. À, từ 1 giờ là đến bây giờ đúng không? Vâng. Khá là đói rồi, bây giờ thì cháu Lực với bạn Hiểu thì cũng khá là đói cô bác. Đợi cô nấu mì tôm thôi. Đấy, mấy anh em thì cũng khá là đói rồi cô bác. Bây giờ chỉ có ăn mì tôm ở trên xá này. Đến giờ này thì chỉ có ăn mì tôm với lại trứng thôi. Bây giờ ăn xong thì mấy anh em sẽ lại tiếp tục là đi tìm em xử tiếp cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng mấy anh em ăn mì tôm. Con mời quý ông bà, cô chú, anh chị cùng anh em ăn mì tôm ạ. Đấy, hiện giờ thì Hiệu đi quan đi. Xong rồi cô bác ạ.
ăn xong thì mấy em sẽ lại tiếp tục lên trên cái khu mà dân tộc Mông ở kia để mấy anh em hỏi xem là em xử có ở đấy được không các bác. Thấy em Hải thì có vẻ như là cái khuôn mặt của em rất là lo lắng rồi các bác, mắt đỏ hết cả da rồi, có thể là nói là em ấy khóc hay sao các bác. Đấy, không sao đâu, một tí sẽ tìm được nhá. Đấy, bây giờ thì mấy anh em sẽ lại di chuyển đi lên trên kia các bác. Và rất là mong cô bác anh chị sẽ theo dõi hết video, là cùng anh em cháu Lục đi tìm em Sử xem là em ấy đi chơi như này thì em ấy làm cái vấn đề gì mà đi chơi lâu như vậy không có về. Đấy, vừa rồi thì mấy anh em cũng đã ăn xong rồi các bác. Bây giờ thì di chuyển lên trên cái chỗ một khu bản Mông trên này các bác, để xem là em Sử có ai có thông tin gì của em Sử không. Hình như nhà này là thấy tắt điện là chắc là đi ngủ rồi các bác. Thế bây giờ thì anh em sẽ đi hỏi thêm là nhà khác. Đấy, ở đây thì chỉ có là khu nhà của người Mông thì người ta mới làm thấp thế này thôi các bác. Đang nói chuyện à? Đấy, vừa rồi thì vừa gọi anh được ra này. Anh cho em hỏi anh biết thằng khu này không? Không biết ạ. Không biết à? Vâng. Thế như anh thì có nhìn thấy thanh niên nó đi qua đây không? Không, lúc đấy nó đi qua rồi. Là nó đi qua đây rồi à? Vâng, nó đi qua rồi. Là nó đi hướng lên trên này hay là đi hướng về nhà? Đi hướng về nhà rồi à? Vâng. Anh sẽ thấy từ sáng hay là thấy là chiều? Tầm 10 giờ đấy. Tầm 10 giờ à? Vâng. À, là lúc đấy là anh thấy đi về rồi à? Vâng. Lúc đấy thì đang đi với ai không? Không ạ, nó đi một mình thôi. Đi một mình nhá? Vâng. À. Đấy. Hôm nay thằng này nó không ở nhà ấy, cho nên là hôm nay em nghe tin bảo nó đang ở bên này thì thành ra là chạy lên trên này hỏi luôn. À thế. Thế em cảm ơn anh nhá. Vâng. Thế em cảm ơn nhá. Vâng. Thế thì bây em cũng đi về đây, cảm ơn nhá. Vâng vâng. Anh vừa rồi thì rất là may các bác hỏi anh trai bên này thì có một chút thông tin của Sử rồi. Đấy, bây giờ thì chắc là mấy anh em sẽ di chuyển đi về nhà thôi các bác. Anh thì nói với cháu Lực rằng là đã đi về rồi. Đấy, đi về cách đây độ tầm là 10 giờ sáng nay rồi nhưng mà chưa về đến nhà. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Hải đi lên trên nhà của ba ông cháu xem là em đã về đến nhà chưa. Sau một cái khoảng thời gian mà cháu Lực với lại em Hải với lại bạn Hiệu di chuyển từ bên xá bên kia về các bác, và đó là cái chặng đường đấy di chuyển thì cũng khá là xa, mấy anh em đi thì phải đi từ hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ thì mới lại di chuyển lên trên cái chỗ mà để mà vật liệu nhà ba ông cháu được các bác. Đấy, bây giờ chỉ còn gạch với lại thêm một khối cát chắt ở bên kia nữa thôi, còn khối đá này, xi măng này, sắt này với lại thêm cái cát tổng hợp thì cũng đã vận chuyển đi về nhà hết rồi. Đấy, nếu mà hôm nay mà không có trời mưa, hai hôm nay mà không có trời mưa thì có khi là gạch, đóng gạch này thì cũng đã đi hết rồi đấy. Bây giờ thì gạch này còn rơi vào tầm là 6.000 viên ở đây cô bác. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ lấy 6.000 viên trước. Bao giờ mà vận chuyển hết cái chỗ gạch này rồi thì cháu Lực sẽ tiếp tục là lại thêm 6.000 nữa, hơn 6.000 nữa về thì mới đủ được cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Hải là di chuyển đi về nhà của em với tôi. Đấy, hôm nay thì đi như này thì có thấy mệt không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế nhưng mà có thấy buồn không? Có ạ. Buồn à? Buồn là chưa tìm thấy anh Sử đâu nhỉ? Vâng. Đấy, vừa rồi thì hỏi anh kia bảo là thấy anh Sử là đi về nhà rồi thì có cảm thấy là bớt lo hơn chưa? Rồi ạ. Bớt lo hơn rồi đúng không? Vâng. Đấy. Nếu mà hỏi cái anh kia mà chưa có tìm thấy cô bác thì cháu Lực với lại em Sử, với lại em Hải, với lại thêm bạn Hiệu nữa sẽ lại tiếp tục là đi cùng cuộc mà đi tìm em Sử, tìm bao giờ mà ra một chút thông tin của em Sử thì thôi thì cháu Lực mới về. Hay nhưng mà rất là may thì cũng có anh nhà anh ở gần mặt đường các bác, cho nên là hỏi cái là anh cũng bảo là đi về rồi. Hay mà em ấy đi chỉ có đi một mình thôi, không có đi với ai cả, thì không biết là em ấy đi ra xá bên kia là để em ấy làm gì. Thế cũng rất là may khi mà có thông tin là em Sử em ấy đã đi cái hướng mà về nhà rồi. Đấy, lúc mà trong cái quá trình mà anh em về thì anh em cũng vừa đi là vừa hỏi
có một số quán thì có nhìn thấy Sử bảo là đi thêm thêm vài thanh niên nữa, nhưng mà mỗi người là đi một xe. Đấy thì cũng đã bảo là chỉ là hướng là em ấy đã đi về hướng về nhà của mình rồi, cho nên là bây giờ là cháu Lực với em Hải là đi vào nhà của em Hải xem là Sử đã về tới nhà chưa. Đấy, một bây giờ đi thì lý do thứ nhất đi vào là xem vật liệu nữa, và thứ hai thì đi xem em Sử nó cô bác. Đấy, bây giờ thì đi thôi nhỉ. Vâng. Đấy, bây giờ thì anh em mình tiếp tục đi thôi. Đấy, từ cái đoạn này vào thì ban đêm có thể nói là đi rất là khó đấy cô bác ạ. Cổ chắc nhá. Vâng. Đấy, ở đây thì có vẻ như là đường còn trơn trơn một chút này cô bác này, do là mưa hai hôm thành ra là bây giờ đường nó vẫn còn bị ướt một chút. Đấy, bây giờ thì đang cân ba luôn rồi đấy. Đấy, hôm nay thì cũng rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực với lại bạn Hiệu với lại em Hải nữa. Đã nghe ra xe thì được đi hai người thôi, nhưng mà do là hai anh em cũng chỉ có một con xe thôi, thành ra là không có thể nào đi được, thể nào đi được hết cả, cho nên là hai anh em phải bắt buộc là phải đèo ba rồi. Ấy, ôi, có vẻ như chỗ này là lên hơi yếu thế nhá, ngồi nhá, đừng có cử động nhá. Dạ. Có vẻ như là con xe này cũng đi được một thời gian rồi, cho nên là bây giờ nó bị yếu hơi sao rồi ấy. Ấy, một chắc nhá. Dạ. Ấy, một tí thì về đến nhà thì rất là mong là sẽ nhìn thấy em Sử là ở nhà, thì hai anh em cũng yên tâm là đi về ngủ cho nó ngon, để ngày mai còn tiếp tục là lên trên nhà của ba ông cháu là cập nhật cái tiến độ mà công trình của nhà ba ông cháu tới đâu cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết. Ui, một chắc nhá. Vâng. Đây, có vẻ đoạn này là đi khó đấy. Ui, 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 trơn quá. Em Hải thì có chuyện gì chỉ có là đi xuống ấy bảo với cháu Lực thôi. Em Hải thì cũng coi cháu Lực như là một người anh ấy, thành ra là có chuyện gì cũng đều chạy đi xuống bảo với cháu Lực cả. Nên bây giờ thì Hải đi học ấy, buổi trưa thì có thể là sang phòng trò anh ăn cơm nhá. Vâng. Đấy. Hải thì không được ăn cơm ở trường đó nhỉ? Không được đâu ạ. Thế là mọi hôm là mình ăn cái gì? Mọi hôm là ăn cơm thôi. Ăn cơm á? Vâng. Nhưng mà mọi hôm thì đi về nhà à? Vâng. Thế có những hôm thì anh gặp em ăn bún mà. Buổi trưa thì ăn bún à? Vâng. Ăn bún này thì đi học sao được? Được ạ. Hầu như là buổi trưa là ít ăn cơm với nhà Sử Hải đúng không? Vâng. Buổi sáng là ở nhà rang cơm đi đúng không? Vâng. Đấy, buổi trưa thì có thể là đi sang phòng trọ em cơm nhá. Vâng. Đấy, như chiều hôm qua thì em Hải cũng có ra phòng trọ của cháu Lực ăn cơm cùng cháu Lực với lại bạn Hiệu. Đấy. Đấy, bây giờ sau một cái quá trình mà anh em mà di chuyển thì cũng gần đến nhà của ba ông cháu rồi. Đến nhà thì rất là mong là em Sử sẽ ở nhà. Ủa, để xe đây thôi chứ. Để xe đây thôi. Đấy. Đấy rồi. Đi thôi Hải. Rồi. Đi cẩn thận nhá. Vâng. Hình như là chưa có vết xe nào xuống đây à? Hải đấy, có vết xe nào xuống đây chưa? Chưa đâu. Có khi là để xe trên kia đấy.
Rất là mong là về đến nhà thì thấy em Hải, thấy em Sử ở nhà, không có chuyện gì cả. À, bây giờ thì cũng đã đến nền nhà của ba ông cháu rồi cô bác. Nào từ từ đã, anh ra bên này anh xem chút vật liệu đã. Đi ra bên này đã. Đây Hải, Hải đi ra bên này thì mới sáng được. Vâng. Hải thì vừa rồi đi bộ từ đây đến chỗ mà phòng trọ của cháu Lực cô bác, đi em bảo là đi từ 4 giờ thì mới đến cái chỗ trọ của cháu Lực. Trời thì bây giờ là tối rất là nhanh, 5 giờ thì đã trời tối rồi. Máy xi thì mọi cái thì vẫn chưa có ảnh hưởng là cái chỗ nào mà bị bỏ cái tấm bạt này ra cả. Còn là rất là ok. Đấy, một tí nữa thì sẽ lại vòng lại ở trên này làm một chút. Nếu mà em Hải, nếu mà về mà em Sửa chưa có về nhà ấy, thì mấy anh em sẽ phải ở đây đến lúc mà đêm đêm muộn rồi thì mới lại di chuyển đi về cô bác. Đấy, thật sự trong thời gian qua thì cô bác anh chị cũng có nói với cháu Lực rằng là lúc mà trong vật liệu kia đấy thì có thể là để một người ngủ xong là một người trong, như vậy thì nó sẽ đỡ mệt hơn. Đấy. Đây một cái em Hải thì năm nay mình có 12 tuổi thôi cô bác, nhưng mà phải nói là em ấy rất là lo lắng cho anh mình, sợ anh mình là đi ra ngoài gặp những cái chuyện gì cả. Cùi này thì hôm nay ai đi lấy ấy? Chắc là ông ạ. Ông à? Vâng. Ôi, ông thì ở nhà này, đi lấy cùi về này cô bác này. Đi cẩn thận nhé. Vâng. Đấy, bây giờ thì ông đang lủi thủi ở một cái ngôi nhà mà một mình ông ấy ở cả ở thôi cô bác, không biết là ông đã ăn cơm gì chưa. Đấy. Đấy, hôm nay thì ông ở nhà này cô bác này đi lấy được rất là nhiều củi về này, cái cả ở đây cũng thế này. Ông ở nhà thì rất là chăm chỉ luôn đấy. Không biết là ông đã ngủ chưa. Dạ. 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 Mua mấy tô này lắng tô. Cái đèn mà bà Vương Kim Thanh ấy, cô bác mua cho thì cũng rất là sáng này. Chính phố à bà chị? Chính dạ luôn. Chính dạ ra. 29 phát cả. 29 phát cả. Ông thì ở nhà hôm nay chín phát cái gì em nè? Chín phát thủ á? Ồ, nên này nào bà nè? Nên này ổn dùm như nọ. Đấy, đệm thì hôm nọ là cũng được bà An Phạm là mua cho. Bây giờ thì có vẻ như ông ngủ rất là êm rồi các bác này. Đấy, ngủ ở đây thì... Ui, phán phát này ổn là gì em đi nè? Ổn như nào? Ồ. Thực sự nó mắt thằng dân rồi, thực sự à? Cái 1 tháng 3. Nó mắt thằng dân hả? No, để bóng bay giá mà này. À, một tháng à. Ừ. Sử thì vẫn còn chưa về tới nhà của bác ạ. Thì ông thì rất là lo lắng luôn. Văn này chủ dân hóc cả nhà ở dê văn nè. Tơ vai á. Ông thì hôm nay ở nhà là chăn trâu này, xong là buộc củi này, nấu cám lợn này, tự làm mọi thứ luôn. Hải thì đi học về 4 giờ thì mới bảo cháu Lực rằng là mới bảo ông là chạy đi xuống chỗ khu trọ cháu Lực để bảo với cháu Lực, nhưng mà rất là may cháu Lực cũng đang trong cái quá trình mà di chuyển lên trên nhà của ba ông cháu để xem vật liệu mọi cái, xem là nó có bị hao hay là mất đi không. Đấy, sự thì có vẻ là như là em ấy có một chút gì thay đổi rồi cô bác. Khi mà cháu Lực cũng rất là buồn khi mà Sử làm cái điều như vậy.
đi thì không bảo gì cả. Thằng ấy đi thì phải bảo với ông. Thằng này thì không bảo với ông, không có bảo với em Hải cả. Hải mất biểu, phân thứ đúng không? Cái tao có phải tên đi à? Hôm nay hơi Hải tao đánh đi tao nó, tôi đã tóc thứ sơ nó. Ông thì trên thấy khuôn mặt đến mặt đấy có vẻ như rất là lo lắng rồi bác. Nhưng mà chưa thấy cháu của mình về nhà. Có vẻ như là bây giờ cứ lớn lên thì em xử mới như vậy cả. Để tìm mua tí vai ồi nào mấy nào nào ra nhà thì ông cũng tự một mình làm hết mọi thứ, mọi công việc, mọi công việc không. Em Hải thì đang đi học về đến nhà thì chưa có phụ giúp được gì cho ông thì đã phải chạy đi bảo cháu được rồi. Như Hải thì không biết là cái quãng đường mà em ấy đi học thì liệu có mua xe đạp không, xem là có bác anh chị nào mà mua được cho Hải, quan tâm cho Hải mua được xe đạp để em ấy trong cái quá trình mà di chuyển đi thì sẽ nhanh hơn. Như cái đoạn đường nhà của ba ông cháu thì nếu mà từ kia vào đây thì chỉ có lấy rác thôi các bác ạ, chứ không có đi được xe đạp. Nhưng mà nếu mà đi xuống dốc thì nó cũng sẽ nhanh hơn. Hải thì có biết đi xe đạp không? Chắc là phải tầm mới biết à? Vâng. Hải thì có cảm xúc như nào mà về đến nhà chưa nhìn thấy anh Sử của mình đâu? Có. Có buồn không? Có. Sử cũng để lại cho ông ở nhà của mình, không biết được là anh Sử đi ra ngoài có gặp chuyện gì không ấy chứ. Vâng. Chỉ sợ là Sử là gặp cái chuyện gì thôi. Nếu mà bây giờ như Sử gặp cái chuyện gì của bác thì phải nói là ông với là em Hải thì cuộc sống đã khổ rồi thì càng thêm khổ. Cầu mong rằng là em ấy đi ra ngoài không có bị ai ăn lừa gạt đi cả. Lông xe lên chủ chết lạ với lên mi pin nốt càng bố. Chỉ lạp tay. Ờ. Cầm bộ mi nè. Bộ mi nữa á. Sẽ được ngoài ông là ở xã bên kia thì có anh em họ hàng gì không thì ông cũng bảo là chưa có. Văn chủ nhật đấy sự mai mai bấy bên ngọc ni này chứ. Ừ. Văn hư được bấy. Ờ văn hư được bấy rồi đó. Nó nga bấy nó. Ừ. Sao hôm nay của mặt thằng tên niên thì tốn hâm nữa. Ừ. Ông thì cũng... Bất đánh là ca. Bất đánh là ca. Đánh là ca. Ừ. Hải thì móng tay cũng dài hết rồi. Vâng. Mình nói là cái thức phim hôm nay thì một cái thức phim khá là buồn của bác. Khi mà em xử đi, không có nói cho cháu Đức với lại ông, lại em Hải biết gì cả. Hãy lặng lẽ mà lấy xe máy mà đi như vậy. Thì nó là không có được vui cho lắm cô bác khi mà em ấy làm như vậy. Nhưng mà cháu Đức cũng chỉ mong sao rằng là em ấy đi một cái lý do mà rất là chính đáng. Hãy đi một cái lý do mà rất là chính đáng để về mà không trả lời với cháu Đức này, với lại ông này, với lại tất cả quý ông bà của chú anh chị Mạnh Thường Quân trong thời gian qua đã quan tâm và đã luôn luôn quan tâm tới hoàn cảnh của ba ông cháu. Đấy, một tí nữa thì cháu được xé lại lên trên rồi trong vật liệu, chắc là ở lại tối muộn mới về. Đấy. Còn bây giờ thì Hải thì cũng phải đi ngủ sớm rồi nhỉ, mai còn đi học nữa. Vâng. Đấy. Đúng rồi, nên cháu ấy bực chỉ chưa tuần à? Bắn lên chưa tuần thế nào? Đào này bó càng rồi nào? Cái dễ hát nhiều nè. Hôm nay chín phát thủ quá chứ. Ngày tối hôm nay thì ông ăn cơm một mình thôi các bác, nấu một cái nồi gang như này, cơm này. Đây là đây là cái nồi không. Này. Ông ở nhà thì rất là chăm chỉ này, đi lấy những cái vỏ ở đây là vỏ cây. Đây là vỏ cây sao mộc này, đi lấy về để phơi khô, xong làm mấy nứa để đun luôn. Lo, Sử ơi, Hải ơi, thức làm không? Dễ dân nhau không? Dễ làm phiêu không? Vừa rồi thì cháu Đức cũng đã nói với ông rằng rồi, ông cứ ở nhà mà yên tâm mà ngủ đi. Còn là cái việc mà em Sử thì cứ để cháu Đức lo, để cho cháu Đức tiếp tục là đi
đi tìm em ấy là xem em ở đâu. Hay có khi là về rồi nhưng mà sẽ lại ở phía bên nhà bên trên, hay là ở nhà em Vân, là chơi ở nhà em Vân, chưa có về nhà. Đấy, hôm nay thì cháu Lực sẽ đi hết tất cả cái chỗ mà anh em bạn bè của Sử ở trong cái thôn này. Cháu Lực sẽ hỏi từng cái nhà một là xem Sử đã về chưa. Đấy, trời thì tối om om như này mà ông thì ở nhà rất là lo lắng. Em Hải thì lo đến nỗi mà chạy đi xuống ấy bảo với cháu Lực. Đấy, vừa rồi thì nếu mà em Hải không có đi xuống dưới thì cháu Lực cũng lên trên nhà của ba ông cháu thì cũng biết điều này. Bây giờ thì chỉ cầu mong là mọi chuyện đến với em Sử không có vấn đề gì cả, về đến nhà là yên tâm rồi. Hôm nọ thì cháu Lực cũng nhận được một cái lều của bác Trần Thủy Tiên, bác có gửi cho cháu Lực. Nhưng mà bây giờ thì vật liệu ở gần nhà của ba ông cháu thôi, cho nên là cháu Lực sẽ không có ngủ lại nữa cô bác. Thế hôm nọ thì trong vật liệu được 2 hôm thì không ở đây thì không phải là cháu Lực kể công hay là than ván gì cả cô bác. Thế bây giờ thì nhà ba ông cháu thì cháu Lực cũng rất là tâm huyết khi mà cái ngôi nhà mà đầu tiên là làm bằng xay rất là nhiều cô bác anh chị mạnh thường quân đặt niềm tin ở cháu Lực, thì cháu Lực không muốn là cái niềm tin đó sẽ phải là đánh mất. Cho nên là cháu Lực rất là tâm đắc về cái ngôi nhà của ba ông cháu. Cháu Lực muốn là hoàn thành càng sớm càng tốt. Bây giờ mà cháu Lực mà sơ sẩy một cái thì thí dụ như mất một cái bao xi măng hay là một cái thanh sắt thì đó là cả cái giọt mồ hôi và những cái giọt những cái giọt mồ hôi của cô bác anh chị mạnh thường quân cũng phải là đi làm thì mới có được những cái đồng tiền đấy để gửi cho cháu Lực, để cho giúp, để cho cháu Lực là giúp cho ba ông cháu có một cái ngôi nhà mà ấm cúng hơn cái ngôi nhà cũ hiện tại. Bây giờ phải nói là cái đồng tiền mà đâu phải là cái lá mít gì đâu cô bác. Như cô bác gửi cho cháu Lực ấy, một cái khoản tiền mà cháu Lực gửi, một cháu Lực nhận được thì nó cũng rất là lớn. Rất là lớn thì cháu Lực cầm cái khoản tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho cháu Lực thì cháu Lực cũng rất là lo lắng khi mà cháu Lực đã cầm một cái khoảng thời gian mà cũng rất là dài rồi mà chưa có làm được gì cả. Hay bây giờ thì sau một cái khoảng thời gian mà cháu Lực cầm cái tiền quý của ông bà, cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi cho cháu Lực thì vật liệu mọi cái thì có thể như là cháu Lực lấy được độ tầm là 60% rồi, còn là 40% còn lại nữa thì vật liệu cũng đủ rồi. Đấy, bây giờ sắt mọi cái, sắt thì đã đủ rồi, bột đá thì cũng đã đủ rồi, gạch với lại xi với lại thêm mà cắt nó chưa đủ. Lúc nào mà làm hết thì cháu Lực sẽ tiếp tục là lấy thêm vào để cho nó đủ hoàn toàn đã. Hay bây giờ thì cháu Lực sẽ tiếp tục là lên trên nhà của xung quanh hàng xóm của ở trên này này xem là em Sử đã về chưa. Nếu mà chưa có về thì cháu Lực nghĩ là em ấy đang ở dưới xá thì sẽ di chuyển đi về dưới xá để tìm em Sử. Có khi là đi như này thì xe bị thủng xăm hay là như nào đấy, em phải dừng lại để sửa thì mới về được, thì có chưa về đến nhà ấy. Hay bây giờ thì tiếp tục lên trên này, xong là một tí nữa thì muộn rồi xem là em Sử có về không. Nếu mà chưa có về thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển đi về nhà rồi. Thế còn về cái phần vật liệu như này thì vừa rồi cháu Lực cũng đã bảo ông rồi, ông hộ cháu để ý một chút. Đấy, ở đây thì có một con cua này. Ui,
Ui, cua này kẹp rất là đau. Thôi, đi đi. Nhưng mà vẫn phải muốn là nghịch nó một chút. Cua này là cua đá này, cô bác này, cua này. Ui. Ui, càng. Cua này mà kẹp thì nói thật là tê hết người luôn đấy. Thôi, thả cua ở đây đi. Bây giờ thì sẽ di chuyển lên trên kia một chút. Đấy, đi đêm này thì cũng phải nói là rất là nguy hiểm cô bác. Ở trên vùng cao này thì hay có con rắn ráo ấy. Rắn ráo. Cái con rắn này nó bò rất là chậm chậm. Con rắn ấy thì cắn thì rất là độc luôn. Nếu mà mình không có đi vào bệnh viện kịp thời là nguy cơ là tử vong rất là cao. Cũng rất là mong là lên trên này là thấy em Sử ở đây luôn. Ở đây thì hầu như là bà con đi ngủ rất là sớm. Hay vừa rồi hỏi cái cô này thì vừa rồi hỏi cô với lại chú bên này thì cũng bảo là Sử chưa có về. Hay bây giờ thì đi ra bên này xem chút. Chó không nhỉ? Chó nhá. Đấy. Vào trong cái ngôi nhà thì có vẻ như là khu không khí mà lọt ra ngoài các bác. Đi vào trong rất là ấm khi mà đến mùa đông ấy. Thanh niên này thì hôm nay có gặp Sử ở đâu không? Không. Không gặp Sử ở đâu à? Đấy. Là vẫn chưa thấy Sử về đâu đúng không? Vẫn còn chưa thấy em Sử là về các bác. Chắc là có khi là em ấy đang ở dưới xá kia. Có khi là đang sửa xe hay là đang làm gì đấy các bác. Để một tí nữa thì cháu được sẽ đi xuống xá và hỏi xem. Nếu mà gặp em Sử đấy thì tối nay thì sẽ cho em ấy về luôn. Về ở nhà, ở với ông với lại em Hải. Ở đây thì đang nấu cơm kìa. Đây có phải đang nấu cơm không chú? Nồi cơm à? Đây là nấu bằng bếp củi đúng không? Cái nồi gang cơm này thì nấu bằng nồi gang, nấu bếp củi thì cũng rất là ngon các bác ạ. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đi qua xung quanh, đi vào những ngôi nhà mà xung quanh hàng xóm của em Sử thì cũng bảo là chưa thấy lên đây cả cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì có khi là cháu Lực sẽ ở lại ở dưới kia là xem cái phần nào vật liệu một chút rồi thì cũng sẽ di chuyển đi về thôi cô bác. Tâm ạ. Ôi ca. Ai à? Chơi về à? Có nhìn thấy Sử đâu không? Không. Chưa thấy Sử à? Ui. Hầu như là các thanh niên ở nhà Sử thì cũng chưa có ai nhìn thấy Sử là về đến nhà cả. Thế bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống ấy để trong vật liệu một chút đã. Muộn muộn rồi thì sẽ về.